资料。哦，我看到更多的bàn, mặc dù anh có cơ hội nhưng hiệp hai Quyên Gia đã tỏa sáng với một cú dứt điểm có thể nói là đẳng cấp, một cú kết thúc đẳng cấp để mang đến bàn thắng liên đội cách biệt cho AFC Đà Nẵng, rất đẹp mắt. Lợi thế đã được nhân đôi và chiến thắng đang ở rất gần.